trời, đau quá trời, chắc tôi điên quá trời. Mày muốn bứt tóc đi. Really nigga. Hi, xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của Giao Heo. Và hôm nay mình sẽ chơi cho anh em một cái tựa game cũng khá là cổ điển rồi. Đó chính là Serious Sam. Phần này là phần số 3. Anh em đôi khi cảm giác như những cái game mà mình chơi bắn vẫn chưa đã, vẫn chưa có cảm giác xả stress, thì anh em nên thử cái tựa game này đi. Bởi vì tựa game này xả stress hơi bị tốt luôn á. Ok, bước thôi. Mình sẽ chỉnh cho graphic mask luôn. Ultra. Ok. Ok, single player. Campaign. Để coi chơi chế độ nào ta. Ghê vậy. Are you serious? Thôi, mới chơi thì chơi thử normal thôi. Tựa game này lâu lắm rồi. Hồi xưa mình muốn chơi lắm nhưng mà không đủ cấu hình để chơi. Còn bây giờ thì vô tư. Mùa hè ở Cairo. Xem coi cái tựa game này như thế nào. Wow. Sao ảnh bị trốn xuống cát vậy? Này đang chơi xây lâu đài cát chắc luôn. Approaching hot zone perimeter, switch to surface scanning. Surface scanning on. Activity nominal. What? No hospitality today? We have contact. 2 o'clock. Closing in. Sit tight. We got company. Jesus Christ! I can't believe I'm out in the shit on my birthday. I'm supposed to be doing blow off a stripper's ass right now. Man, I hope you got me a good present, Stone. All right, Alpha. Listen up. Okay, khỏi coi dài dòng để mình vô luôn nha. New Fico chúng ta bị rớt rồi. Ok, đúng rồi, chính xác, anh rớt rồi kìa. Vãi nồi. Cứ bình tĩnh đi. Chúng ta đang ở trên một cái sân thượng. Để mình chạy vòng vòng coi đây có gì không. Tiếng con gì nó kêu vậy bà con? Kêu như con bò vậy, cái thằng nào chăn bò đấy. Ê, cái gì? Ê, cái gì? Trời má. Mới vô game mà má. Gì má, mới vô game mà chưa gì hết. Bình tĩnh, từ từ. Đó, bình tĩnh là xấu nha. Bữa nãy mình chưa tắt việc VNK nữa cho nên nó bị lỗi. Ok. Ở đó có một con á. Giờ không biết có cái gì để xử nó không trời. Ờ, không có cái gì luôn á. Nhào vô mày. Ok. Mày hả? Wow. Lôi con mắt nó ra luôn. Oh yeah. Đã làm talking. Nice. Vậy chứ. Give me some skulls and one of these, and it's a party. Okay, chúng ta cũng đi. Stone, it's Quinn. Đi tìm đồng đội chúng ta thôi. From Miller. Give me a sit rep. The chopper's from there. I ended up a few blocks away. I'm gonna rendezvous Alpha now. Stone, how many
many times do I have to tell you to wear your seatbelt? Eat me, Rodriguez. What's your 20? Thằng thanh niên này hả là Stay put. I'm on my way. Đi với ba giật thăng mà không chịu đeo dây an toàn. Đó. Cái là rớt cha nó xuống cái máy bay luôn. Thánh này thánh nguy hiểm này. Đẹp trai không? Ngầu không? Ngầu đời không? Ngầu đời không? Quá ngầu luôn. Có gì cho em lụm không? Bình tĩnh đi bạn, bình tĩnh mà sống khẽ thôi em à. Despacito. Sao mình không thấy gì ở đây hết trời. Một cảnh tượng đổ nát hoang tàn. Ấy da, máu. Phải không? Chính xác. What are you looking at? Cái gì? Wow. Mày nhìn cái gì đó mày? Nhìn cái gì mày? Má nó quất cái chai mày luôn. Ui cha. Bớt giỡn nha bạn. Từ. Mình còn quen nhau mà. Đừng có nóng. Bây giờ mình phải tập trung. Bây giờ ơi. Ui cha, cứ từ từ, bình tĩnh đi bạn. Bình tĩnh đi. Quá trời đông, nó ra vậy chứ mà nó ra lạc lạc nha, ớt thiệt chứ. Giờ mình phải tập trung để kiếm cho đầy máu, thì máu mình mới có 51 và nhào vô đây. Despacito, bây giờ nữa hả? Ui cha, wow, kéo nguyên cả bay tới. Thích thì chiêu luôn, đừng có giỡn cái dao heo, don't mess with dao heo. Máu nè. Ui cha, còn. Mày hả bưởi, còn ai không? Máu gì mà hả lụm. Wow. Đừng có giỡn mình. Thường thôi. Giờ mình phải đi đâu nhỉ? Stone, come in, where are you? Rodriguez, I told you I'll be there in a minute. It's Jones. Nói rồi, cứ từ từ chúng ta sẽ tới được nơi đó mà. Oh shit. Để tôi lấy hết máu rồi mới ba. Rồi. Ở đây không có cái gì hết á. Ý có ai kìa. Hello man. Đừng có bỏ chạy man. Bạn cầm súng à? Cứ bình tĩnh đi, bình tĩnh. Trời ơi, mới vô game mà mấy mẹ nó cho mình có cây búa mới ác chiến chứ. Có búa làm ăn được gì? Đâu làm được gì? Nghĩ sao vậy? Cái gì đây? Shit. Đừng bắn em. Bình thường thôi. Ở đá là rớt chúng người có chết đâu mấy má. Áo. Wow. Một phát hủy banh cái nhà luôn. Bình tĩnh đi mà sống đi. Cái hòn đảo quá gì. À, chúng ta đã có ammo. Cái gì vậy? Ở đâu? Cái gì vậy? Tới đây. Wow. Ở đâu vậy? Tới đây. Đừng chạy bạn ơi. Bạn ơi, bình thường. Đừng có chạy mà, bình thường thấy dí mình ghê lắm mà. Sao chạy rồi, úi dồi ôi. Ây da, còn nè, quá trời đông. Chạy đi đâu. Úi, cái này mới cái độ normal thôi, chắc cũng bình thường. Đi đừng vô đây, trời ơi. Còn không?
cứ nghe thấy nhạc rồi vô hồi hộp, là cứ nghe thấy nhạc hồi hộp là tụi nó ào tới liền à. Ôi dồi ôi, mấy này căng thiệt chứ. Cái này căng quá các bạn ơi. Ok, tiếp tục. Nãy giờ chạy vòng vòng luôn, không biết đi đâu, về đâu luôn. Công nhận cái tựa game này nó cũ nhưng mà nói chung là cũng ok. Đây, máu. Wow. Mr. Smith, súng rồi nè bà con. Glad you can make it. Rất tiếc anh bạn, anh không thoát được rồi. Ok, để tôi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? What the hell? Phải rồi. Trời, dính máu lum. Đừng có giỡn dao. Serious dao. Cái gì vậy? Ở đâu? Ờ, ảnh la nữa kìa. Cái gì mà nó đục chết 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 giỡn hả giỡn đông thôi ai đừng giỡn cái dao mày hả bưởi trời ơi đâu khổ 10 máu à không được được rồi đi kiếm máu đi kiếm máu trời ơi. Giờ tôi hơi bị giỡn cái tiếng la luôn rồi nha. Này mỗi con quái nó có một cái khúc nhạc với lại hả nó có tiếng động riêng đó nha bà con. Đừng có giỡn, cứ bình tĩnh đi. Hay quá, hay quá, dao ơi máu nè. Trời thiệt, serious, seriously. Giỡn hả? Trời ơi, chạy vòng vòng mà mấy anh cho em có 4 giọt máu à. Trời ơi, đúng là chế độ bình thường luôn á. Này chơi chế độ khó chứ không có giọt nào quá. Bình tĩnh đi bạn. Giáp nè. Hả? Trời ơi. La chi vậy? Máu nè. Thường thôi, đừng có giỡn cái dao. Đừng có giỡn cái dao, đâu phải giỡn được. Đi lượm máu đã bà con ơi. Hết máu rồi, khóc với nó luôn á. Giật tụi nó luôn. Cái thể loại này thường thôi. Thấy không? Thấy nó hoành tráng rồi không? Thấy thường không? Bắn chỉ nhỏ trời. Không có gì mà phải lo hết á. Đó. Cái gì vậy? Tới đây hết đi, chấp hết tụi bay luôn. Đây. Put a sock in it. Put a sock. Gì vậy? Ôi đi cụ. Trời ơi, thiệt hả? Đừng có giỡn, đừng có giỡn. Trời ơi, đông à. Đông lắm. Vãi rồi. Ôi, đừng có con. Con kìa, trời ơi, quỷ thân. Trời ơi, nó ra kìa. Ai? Gì?
Đừng đánh đi má. Khẽ thôi cưng à, đến bác sĩ tổ. Chắc hết rồi á. Cái thể loại gì mà nó đông thôi á, đông như kiến, đông như quân nguyên vậy á. Ớn quá à, cứ nghe cái tiếng mày nó la là biết rồi đó. Chơi này hồi cứ trong đầu nó cứ tiếng la la nha. Ớn thiệt. Quinn, I've got a visual on the chopper. What's Alpha status? Yeah, I lost contact. In pieces. God damn it. Anh ơi, dậy anh ơi. Trời ơi, lòng người cái thứ ôi dồi ôi. I'm heading inside to find Professor Stein. Copy that. Watch your six, that place is probably full of aliens. It's about to be full of dead aliens. Hình như là hơi bị đông quá các bạn ơi. Bây giờ kể tay không kịp luôn rồi. Ở đâu vậy? Mấy con này nó có khoảng cách thôi. Ây da. Ây da. Trời ơi. Bắn lén hả mày? This is Sparta. Thích phá game không? Thích phá game không? Thích phá game không? Thích phá game không? Cái gì gì? Ở đâu? Nữa hả? Oh fuck, còn một máu. Thằng mình một máu. Oh shit. Thôi, thế lại gì vậy? Thua. Trời đất quý thần ơi. Ta nói nó đông như quân nguyên. Cái này nghe đâu cái chỗ đó hạt co á, còn ghê nữa đó các bạn. Đừng giỡn, đừng giỡn, đừng giỡn, đừng giỡn. Đông như kiến. Rồi, tha về mà ơi. Ôi giời. À, ở đâu vậy? Trời ơi, còn ra nữa. Trời ơi, nghỉ đi anh ơi. À, sau lưng trời ơi. Thôi. Nghỉ đi. Vô trong ngôi nhà quân địch luôn. Đó. Lâu nay có súng không trời? Chạy vòng vòng nha. Còn có khẩu khác nào khác không? Trời ơi. Ác với tôi quá đi mà. Nếu mà các bạn muốn thử sức cái thể loại mà đông quá như vậy á, nhưng mà nó hơi mang tính rùng rợn mà không hài như thế này á, thì có thể chơi Doom ha, chơi Doom khá hay á.
súng của nó mình không lấy được mới đâu nè. Mình chỉ được cày. Ba. Rút kinh nghiệm rồi. Rút kinh nghiệm lắm rồi. Nghe. Thường thôi. Thôi thôi. Bán game vặt nữa mà. Ở đâu vậy? Đâu vậy? Ở đâu? Mới xong rồi. Mình thư gì? Đâu nữa? Gì? Xả chết thì ổn quá rồi bà con ơi. Thôi, thua rồi đó. Mệt quá rồi. Để từ từ đi chơi tiếp. Là anh thêm thấy thử tự game là như thế nào? Tôi chịu hết nổi luôn. Mắc cười mà cố. Ok, nếu anh em thích tựa game này, anh em hãy share nó với bạn bè nhé. Anh em thấy video này hay thì ấn like và subscribe cho mình. Đừng quên nhấn cái chuông nhỏ nữa để có thể theo dõi những cái video mới nhất của mình ha. Yeah, và cái tựa game này của mình tới đây là kết thúc rồi. Nếu anh em còn muốn xem cái tựa game mình chơi cái tựa game này nữa thì anh em hãy comment ở phía dưới luôn. Yeah, mình là Giao Heo. Chào tạm biệt anh em. Xin chào. Bye bye. Nói mọi người kêu kìa thứ gì á.